Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Ok, thì anh em thấy là hôm nay mình mặc bộ đồ nhìn ngầu không? Đó, đây chính là bộ đồ siêu nhân mà trong cái video trường học ma quái mình mặc đó anh em. Đó, thì lần trước có nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, em thấy trong rương còn có mấy cây kiếm laser nữa đó, lấy ra dùng thử đi. Ok, được rồi, giờ mình sẽ lấy ra mình dùng thử cho anh em nhé. Ok, để mình xem coi. À, hình như lần trước anh Dịch để ở dưới hầm thì phải. Giờ mình sẽ đi xuống dưới hầm mình kiếm nhé. Ok, để xem coi. Giờ mình sẽ lấy một cái đùi gà nè. Đó, sau đó mình bỏ vào rương. Đó, rồi nó sẽ mở ra căn hầm bí mật. Rồi giờ chúng ta đi xuống đây nha. Đó, mấy bạn bảo mình là còn hai cái kiếm nữa sao anh không sử dụng, thì mình sẽ lấy ra mình dùng thử cho anh em xem nha. Đây, đầu tiên là cái kiếm laser đỏ. Đó, tiếp theo nó là cái kiếm laser xanh. Đó, ok. Rồi tiếp theo nó là cái kiếm laser vàng. Đó, ok rồi. Chúng ta sẽ mang mấy cái kiếm này đi ra một cái vùng đất nào đó, chúng ta test thử cho anh em. Ok, let's go, đi thôi. Ok anh em ơi, hiện tại là mình đã đi ra một cái vùng đất rất là xa cái thành phố của mình rồi, để mình test mấy cái kiếm này cho anh em xem nhá. Đó, hiện tại mình đang chơi ở chế độ sáng tạo. Đó, rồi bây giờ mình sẽ lấy mấy cái kiếm ra nha. Đầu ta mấy cái kiếm đâu đây? Mấy cây kiếm nè. Đó, laser xanh và laser đỏ, laser vàng. Ủa, cái kiếm laser vàng đâu? Ủa, sao có đến hai cây laser đỏ vậy? À, hình như mình để quên nhà, quay về nhà lấy. Trời ơi trời. Ok anh em, thì mình đã đem cái cây kiếm màu vàng tới luôn đây. Trời ơi, đáng chí thiệt chứ, để quên nhà. Xin lỗi anh em nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng thử nhá. Thì cây kiếm laser màu đỏ thì anh em cũng đã biết được rồi. Thì cây này á là nó sử dụng để quăng quả tên lửa. Anh em nhìn thấy con bò bên kia không? Ok, nhìn nha. Chu! Quen rồi, gồng lên nè. Chu! Bum! Rồi xong, con bò biến thành miếng thịt bò luôn. Có con bò 1 kg mấy, giờ còn lại được 1 lạng. Đó, rồi con bò bên đây luôn. Ui, đỏ nè. Rồi xong. Rồi, phanh thay con bò. Rồi mình sẽ thử sức công phá của cái này nha anh em. Ui, chà, bùm. Ui, cũng mạnh phết nha. Ui, chiu, bùm. Ui, ghê. Để mình thử coi liệu rằng là cái cây này nó có mạnh ghê không ha. Từ từ. Để mình thử những cái cây khác trước cái đã. Còn tí nữa mình sẽ bắt đầu, mình sẽ thử hết tất cả luôn. Ok, tiếp theo là cây laser xanh dương. Đó, đây cây kiếm laser xanh dương nè. Anh em thấy là cây kiếm của chúng ta là nó trong suốt luôn, chúng ta không thấy được rõ. Đó, nhìn thấy không, anh em thấy không? Đó, nó trong suốt á. Ok, rồi để mình thử nha. Không biết cây màu xanh này giúp được gì nha. Ui trời ơi anh em ơi, nó cái kiếm này nó có thể tạo ra một cái hồ nước. Wow, nó ăn mòn đất luôn anh em ơi, nó làm lũng đất luôn nè, anh em thấy ghê không? Trời, để mình thử lại nha. Giờ mình sẽ thử vô cái cây này coi. Ơi cha, rồi xong, cái cây biến thành nước luôn. Wow, cây kiếm này cũng mạnh phết nha, chém vào trong cái gì là cái đó biến thành nước luôn. Ghê, để mình thử lại cái cây này coi. Ơi cha, rồi biến thành nước luôn. Ghê. Rồi thử xuống đất nha. Ơi cha, rồi xong, nó tạo xuống một cái hồ nước vô cùng bự dưới đây luôn. Tạo tiếp được không ta? Thử coi. Ui, ui, càng lúc càng sâu luôn anh em ơi. Mà nó tạo là nó chỉ đập vỡ đất thôi, còn cỏ thì vẫn còn ở đây. Trời ơi, ghê. Đó, ui, đập một cái mất hết cỏ luôn. Cây kiếm này mạnh nha. Rồi mình sẽ thử mấy cái cây bự này coi, không biết mấy cây bự này có biến thành nước không ta. Thử nha. Rồi biến. Trời ơi, cái cây biến thành nước luôn anh em ơi. Thử lại. Ui, biến. Trời ơi, nguyên một cái cây bị tan thành nước luôn. Cây kiếm này đụng vô cái gì là cái đó biến thành nước hết. Ghê. Trời ơi, đỉnh. Ok, từ, để mình qua bên cái cây cao nhất ở bên này coi. Ok, thử cái cây này nha. Đỉnh, quá đỉnh luôn. Trời ơi, xa. Rồi, nguyên cái cây biến thành nước. À khoan, từ, hình như còn chưa mới có cái thân thôi. Biến cái cây nè. Chu, đó. Anh em để ý nha, nhìn cái lá này nha. Cái lá sẽ biến thành nước nè. Chu, đó, nó biến thành nước luôn. Wow, đụng vô cái gì là cái đó biến thành nước. Ghê thiệt chứ. Wow. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test thử đến cây kiếm màu vàng nha anh em. Đây chính là cây kiếm laser màu vàng. Đó, màu vàng nha, để mình thử nha. À, có con gà nè, để mình thử cho con gà coi. Ui, trời. Ui, không chừng là cháy rừng luôn á. Nước đâu. Ui, chu. Rồi, nước, dập. Nước, dập. Trời ơi, nước đâu, dập. Trời ơi, cháy rừng của tôi. No, cháy rừng. Mày quá anh em ơi, xém nữa là cháy rừng rồi. À, vậy là cái kiếm màu vàng nó có thể tạo ra lửa anh em ơi. Ghê. Thử vô con bò coi. Hơi chu. Ủa cái gì vậy? Ôi, nó cháy tùm lum chỗ vậy. Lại coi. Ôi chu. Rồi xong, con bò bị cháy đen luôn. Thành bò cháy nắng luôn rồi.
Ok, chạy đi, chạy đi. Rồi liệu con bò chết không ta? Ô, quay, rồi con bò chết luôn. Và có khi mà con bò chết á thì nó sẽ biến thành miếng thịt nướng luôn. Vậy là chúng ta có thịt nướng ra ăn. Ờ, quá đơn giản. Ok, rồi dập lửa, cháy 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 cháy. Rồi, dập lửa. Ok, rồi. À, vậy là cây màu vàng này nó đụng vô cái gì thì cái đó sẽ biến thành lửa. Để thử cây này coi nha, đụng vô cây hết coi. Ui. Chu. Ủa, sao cái lá nó không bị biến thành lửa ta mà nó chỉ bị cháy ha? À, chắc là nó chỉ bị cháy thôi chứ không biến thành lửa được. Ok, để mình xem coi nó cháy rộng đến cỡ nào nha. Mình sẽ đứng ở trên cái mảnh đất này đi, không có gì nè. Ok, đứng đây thử nha. Hơi. Chu. Wow. Cũng khá là to nha, lửa cháy khá là to, khá là rộng đó. Trời, cháy cái người mình luôn rồi. Nhưng mà không sao, mình có bộ giáp siêu nhân rồi, mình không lo. Trời ơi, thôi đi xuống nước dập lửa cái coi. Không thôi là khó quay lắm. Trời ơi. Ok, bây giờ mình sẽ test thử sức mạnh của mấy cây kiếm này nha anh em. Let's go. Ok anh em ơi, mình đã chuẩn bị ở đây một cái trứng của con trứng bơm này nè anh em. Đó, mình sẽ thử sử dụng cái cây súng lửa này nè. Ở lộn nhầm, cây kiếm đỏ này nè. Mình quăng thử cho người nó coi coi nó có bị gì không nha. Hỡi. Yeah. Ôi, lại. Chết không này, chết không này. Wow, chết queo luôn anh em ơi. Tan thành mây khói luôn rồi. À, trời ơi, ở bên kia có Timmy đang nằm ngủ cái. Ôi, lộn nhầm, bạn của Timmy. Ui, nó nằm ngủ mà biết đi luôn kìa. Ghê, yêu quái nè. Rồi xong, biến thành miếng thịt heo luôn. Wow, vậy là cái cây này chọi phát là chết liền anh em ơi. Đó, rồi bây giờ đặt cái con này ra thử nha. Không biết là cái kiếm bằng nước nè. Ở lộn nhầm, cái kiếm laser màu xanh chứ nhầm, cứ nói lộn hoài. Không biết cái kiếm laser màu xanh liệu rằng nó có biến cái con thành nước được không nhỉ? Ở đâu rồi? À đây bên này. Hỡi, biến thành nước. Chà. Ủa. Ủa không được hả? À, vậy là cái cây kiếm laser màu xanh này á nó chỉ có thể là biến những cái gì ta? À, những cái khối thành nước thôi chứ động vật thì nó không biến thành nước được. Nhưng mà chém mạnh ông ta thì chém thử coi, một cái, hai cái. Ồ, chém hai cái chết cũng khá là mạnh đó nha. Rồi. Đến lượt cái kiếm màu vàng. Ui. Chù. Vậy là có chết hay không đây? Chết không? Nó đang bị cháy rất là nhiều luôn. Con trứng cái bơm nó đang bị cháy. Đó. Rồi, chết queo luôn. Lửa này cháy khá là lâu, chứ không phải là cháy có chút xíu là hết. Lửa này cháy khá lâu, khá là mạnh. Ok, bây giờ chúng ta sẽ test lên trên người của một con vật ghê gớm hơn nữa, đó chính là con gì ta? Con khủng long đi. Đây, con khủng long. Mình sẽ test lên người con khủng long thử coi có thể chết được con khủng long không nha. Ôi. Đỡ nè. Rồi, không chết. Một cái không chết nha. Đỡ nè. Hai cái mới chết. Rồi, quăng hai cái nó mới chết nè em ơi. Rồi, tiếp theo. À, khủng long ra tiếp. Rồi, sử dụng cái kiếm màu xanh. Đấy. Chém nè. Rồi, vẫn không bị biến thành nước. Rồi, mình thử mình đánh nó coi. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Không chết luôn. 5 cái. À ok, 5 cái mới chết. Cái kiếm màu xanh này khá là yếu anh em ơi. Chém 5 cái mới chết. Chém gà cái chết không ta? Rồi chết gà luôn. Gà chém có cái thôi chết queo rồi. Ok. Rồi. Để thử khủng long coi nó có bị cháy bởi lửa không nha. Ơi. Cháy nè. Ok, nó cũng bị cháy bởi lửa luôn anh em ơi. Và con khủng long này đang bị cây kiếm lửa của mình cháy rất là ghê gớm. Ôi, nó khôn quá, nó biết nhảy xuống nước luôn anh em. Ờ không nhầm. Nó ngu quá. Nước kế bên luôn, nó không nhảy xuống nước mà nó đứng trên bờ luôn. Rồi cháy nè. Nó lại chui vô lửa, nó chạy ra ngoài được rồi, nó không chịu chạy luôn, nó còn chui vô lửa nữa. Rồi nó lại chui vô lửa thêm lần nữa. Chết hôm nay, cái chết hôm nay. Trời ơi, hồi nãy là con trứng bơm là chết đó, con này chết hay không này? Ô không chết, một lần không chết phải không? Hai lần nè, còn có đứa chết không nha. Rồi, hai lần lửa mới chết em ơi. Ok, trời ơi, vậy là mấy cái kiếm này mình đã biết được sức mạnh của nó rồi đó. Ok, và theo các bạn, cây kiếm nào, cây kiếm màu đỏ, màu xanh hay màu vàng, cây kiếm nào là cây kiếm mạnh nhất, và các bạn thích cây kiếm nào nhất thì hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau, và đừng quên đăng ký ủng hộ cho thành viên của team Hero của mình đó nha, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV, Camui TV và Kairon TV, mèo Simmy, Sammy Đào và Khang Dừa nha. Bye bye, nhớ đăng ký ủng hộ cho mọi người nha. Bye bye, tạm biệt. Yêu anh em vãi nồi.